OK, chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái loạt câu hỏi cuối cùng trong cái dạng câu hỏi về tự loại. Nhắc lại một chút xíu, đó là cái cách làm của cái phần part 5 này, thì cái phần tự loại này nó cũng nằm trong cái phần part 5 thôi. Thì trước khi làm mỗi cái dạng câu hỏi trong part 5 thì chúng ta sẽ dành liếc thật nhanh qua bộ đáp án để chúng ta dự đoán được cái dạng câu hỏi mà chúng ta cần làm là gì. Thì trong quá trình học thầy đã phân dạng từng loại câu hỏi và cách nhận biết từng dạng câu hỏi như thế nào. Đó, khi mà chúng ta biết được cái dạng câu hỏi mà chúng ta sắp giải quyết đó là gì thì chúng ta sẽ có cách giải quyết nó dễ dàng hơn. Đương nhiên chúng ta chỉ nhìn bộ đáp án thì nó mang tính tương đối thôi. Chúng ta phải nhìn lên cái chỗ trống đường trước đường sau nữa thì chúng ta mới khẳng định được đâu là cái dạng câu hỏi như thế nào. Thế thì bốn đáp án này nó giống nhau cái gốc và nó khác nhau cái đuôi từ loại. Thì nhìn bốn đáp án như câu 61 thì hầu như chắc chắn nó là câu hỏi về từ loại rồi, đúng không? Và nhìn đường trước, nhìn đường sau này. Đường trước chúng ta thay động từ to be are, đường sau đó là ved rồi. Tức là cái câu này nó như thế nào rồi các bạn nhỉ? Nó đã đầy đủ thành phần ngữ pháp rồi. Be sau be nó là ved, nó tạo thành một cái thể bị động, tức là nó đã đúng ngữ pháp rồi. Và trên lớp chúng ta đã nói với nhau rồi, câu nào mà nó đã đúng ngữ pháp, đủ ngữ pháp rồi thì chúng ta chỉ cần chọn trạng từ thôi. Và do đó chúng ta chọn câu C. Câu số 62. OK, câu số 62 thì đường trước chúng ta có động từ to be, sau động từ to be phải là tính từ thôi. Tuy nhiên câu 62 có hai tính từ lận, đó là câu B và câu C. Dependable đó là đáng tin cậy và dependent đó là nó dựa trên, dựa vào. Thì hai cái tính từ này có một cái nghĩa nó chắc chắn là nó khác nhau rồi. Và có một cái điểm nữa đó là đường sau có giới từ on thì dependent nó mới đi với giới từ on, còn dependable nó không đi với giới từ on. Dependent on nó là dựa trên, dựa vào. Cái công ty Leighton Group này này nó là một cái công ty dịch vụ và thành công của họ là dựa trên cái chất lượng mà dịch vụ họ cung cấp. Câu 63 này. OK, câu 63 thì đương nhiên là chúng ta luôn luôn là chúng ta sẽ liếc bốn đáp án trước nha. Rồi, ở đây thì chúng ta thấy đường trước chỗ trống có cái liên từ and là liên từ đẳng lập đó không? Đường trước and là gì thì đường sau and nó là như vậy. Đường trước and nó là danh từ friends thì đường sau cũng phải là một cái danh từ. Thì ở đây chúng ta có hai danh từ, đuôi CE là danh từ này, acquaintance và acquaintances. OK, acquaintance là người thân đấy các bạn. Thế thì người thân cũng là người thôi, một người, hai người, ba người là danh từ đếm được đúng không? Thế thì chúng ta cũng đã nhắc với nhau rồi, danh từ đếm được muốn nó là số ít thì nó phải có ở ẩn. Ở đây không có ở ẩn thì chúng ta chọn danh từ số nhiều, do đó cô D là đáp án. Hoặc là các bạn có thể nhìn rộng ra đường trước từ friends nó đã có cái từ many rồi, đúng không? Là nhiều đó. Câu 64. Câu 64 thì rất là dễ. With là một dấu mốc này, which là một dấu mốc này, giữa hai dấu mốc là cụm danh từ đúng không? Detailed chấm chấm chấm. Và chúng ta gặp nhiều lần rồi, detailed nó đuôi ed và nó là tính từ. Và sau nó phải là danh từ rồi đó ha. Câu C nó chỉ là đáp án. Câu 65. Tương tự rất là dễ, đường trước có động từ to be và đường sau là tính từ. Be cộng tính từ nó đã đúng ngữ pháp rồi, đúng không? Nên chúng ta chọn câu câu C. Câu 66. OK. Rồi câu 66 cũng không khó khăn đâu. Bởi vì đây cái vùng mà chúng ta cần nhìn được tô đen ở đây, là bắt đầu của cụm danh từ đúng không? Vậy cái từ ở chỗ trống này chắc chắn là phải là danh từ rồi. Và là một nên là nó phải đi với danh từ số ít, nên estimate nó là đáp án. Cái từ estimate này nó rất hay là đáp án trong đề thi TOEIC và nó phải nói là gần như là xuất hiện toàn bộ trong tất cả các đề thi. Estimate có nghĩa là cái bảng dự kê giá cả, bảng ước tính giá cả, bảng nói về cái ví dụ như chúng ta đi sửa xe đó không? Trước khi sửa xe thì cái nhân viên sửa xe người ta sẽ coi bộ phận nào hỏng hóc như thế nào và người ta lên một cái danh sách những cái chi tiết, những cái bộ phận cần phải sửa, và khách hàng sẽ coi trước khi sửa, nếu mà đồng ý với cái estimate đó thì chúng ta sẽ chọn, còn không đồng ý thì chúng ta sẽ nói đó là OK, anh bỏ cái này ra giúp em cái này chưa cần sửa đâu, kiểu kiểu vậy đó không? Estimate nó có nghĩa là cái sự, nó còn có nghĩa nữa là sự dự đoán, sự ước tính nữa. OK. Rồi câu 67. OK, câu 67 cũng dễ thôi. Ở đường trước là động từ to be, sau to be thì chúng ta chỉ cần chọn một tính từ thôi và responsible là tính từ. Và các bạn nhớ luôn cái cụm từ be responsible for đó, cộng với verb in. Be responsible for cộng với verb in đó là chịu trách nhiệm cho một cái việc làm gì đó. OK. Câu 68. Rồi, ở đường trước là mạo từ ở thì sau đó phải là một danh từ rồi, đúng không? Cho nên chúng ta chọn câu A. Câu 69, ần. OK, ần là bắt đầu cụm danh từ và inventory. Nếu như bạn nào biết luôn inventory nó là danh từ thì quá tuyệt vời. Còn nếu như không biết thì chúng ta cũng có thể dựa vào of. Of là giới từ, là một dấu mốc. Trước dấu mốc thì cái từ inventory nó là danh từ. Ở đây chúng ta cần chọn một tính từ để bổ nghĩa cái từ inventory. Nhưng mà các bạn phải cẩn thận, ở đây có hai tính từ lận, đó là impressive và impressed. Vậy thì nó khác nhau cái gì? Chúng ta sẽ có một cái ví dụ ở đây. OK. Có ví dụ thứ nhất này, I'm impressed with the beauty of this country. Tôi ấn tượng với cái vẻ đẹp của đất nước này.
Câu thứ hai, I'm interested with this impressive book. Tôi thích cái cuốn sách ấn tượng này. À, nếu như mình chỉ dịch như vậy thì nó chưa chưa rõ được cái bản chất ở đây đâu. Chúng ta cần chú ý ở đây có cái từ impressive và cái từ impressed, đúng không? Phải nó khác nhau cái gì? À, tôi thực ra câu này này, tôi bị ấn tượng với cái vẻ đẹp của đất nước này. I'm impressed by cũng được mà with cũng được, đó. Đó là gì đây? Tôi bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của đất nước này. Đất nước này nó có một cái vẻ đẹp nó làm cho tôi ấn tượng, đúng không? Tức là mình ở thế bị động, đúng không? Đó. Hoặc là impressive nó cũng chỉ là cái cảm xúc của chúng ta. Chúng ta cảm thấy rất là thích, chúng ta cảm thấy rất là ấn tượng về cái đất, cái vẻ đẹp của đất nước. Đó, đó chính là cảm xúc của chúng ta. Thế thì khi mà chúng ta dùng một cái tính từ để diễn đạt cái sự bị động hoặc là diễn đạt cái cảm xúc của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ dùng tính từ đuôi ed. À, câu thứ hai thì cái từ impressed này nó cũng gần, nó cũng tương tự như interested này các bạn ha. Chúng ta có hai từ đó là interested và interesting, đúng không? Vậy khi nào dùng interesting, khi nào interested, nó cũng giống như trong trường hợp này thôi, impressed và impressive. Tôi thích cái cuốn sách ấn tượng này. Cái cuốn sách này nó có nhiều điều hay, nó có rất là nhiều điều thú vị, và khi mình đọc thì mình thấy nó rất là ấn tượng, tức là nó tạo cái sự ấn tượng, nó gây ra cái sự ấn tượng, đúng không? Nó mang nghĩa chủ động, thế nên chúng ta chọn impressive. Tóm lại, impressed và impressive đều là tính từ bổ nghĩa cho danh từ cả. Tuy nhiên, impressive nó được dùng để mà diễn đạt cái ý chủ động, còn impressed nó được dùng để diễn đạt cái ý bị động nha. Thế thì ở đây chúng ta phải biết được cái từ ở chỗ trống này nó bổ nghĩa trực tiếp cho cái danh từ inventory. Cái inventory là lượng hàng tồn kho đó. Lượng hàng tồn kho nó bị ấn tượng hay là nó gây ra sự ấn tượng, đó không? Cuốn sách đó hay, tức là cuốn sách đó gây ra sự ấn tượng. Lượng hàng tồn kho nó ấn tượng có nghĩa là hàng tồn kho đó rất là nhiều, nó rất là đa dạng, đó không? Nó cũng ở thế chủ động, thế nên chúng ta chọn câu B nha. Câu 70, thì chọn danh từ số nhiều, số ít thôi, đúng không? Thế nên chúng ta chọn câu C, responsibility là danh từ số ít. Câu 71, rồi, nhìn đường trước đường sau thì may quá, đường sau có and là liên từ đẳng lập. Đường sau and là cái gì thì đường trước and là như vậy. Đường sau and nó là danh từ amateurs. Amateurs đó là tiếng Việt mình hay đọc là amateur đó, là người nghiệp dư đó ha. Thế thì ở đường trước chúng ta cũng chọn cái danh từ và nó là câu D, photographers. Ok. Thực ra photographs nó cũng là danh từ đó, nó như là nó là bức hình, bức ảnh, thì chúng ta phải dịch ra. Đó, đó là cái cuốn sách này nó giới thiệu cho bạn cái máy chụp hình SLR kỹ thuật số này này. Cái loại máy này nó lý tưởng cho những cái người nghiệp dư hoặc là những cái người chụp ảnh mới vào nghề. Thế nên là chọn danh từ thợ chụp ảnh, đó là câu D nào. Rồi ok, câu số 72. Các bạn nhìn đường trước, nhìn đường sau này. Đường trước đó là should make, nó là động từ, nó là dấu mốc, đúng không? To ensure nó là động từ, nó là dấu mốc luôn. Đó, thế nên là giữa hai dấu mốc chúng ta chọn danh từ và do đó chúng ta dễ dàng chọn được đáp án, đó là câu B. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta nhớ luôn cái cụm từ này luôn đi. Make reservations, đặt chỗ trước đó. Câu 73. Rồi, câu 73. Your, đó không, tính từ sở hữu. Sau đó nó phải cộng với một cái danh từ, đúng không? Thế thì ở đây cần một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ travel plans. Thì ở đây chúng ta có hai tính từ, đó là scheduling và scheduled, đúng không? Một thằng thì mang nghĩa chủ động, thằng mang nghĩa bị động. Thế thì nó cũng tương tự như cái từ propose là được đề xuất, đúng không? Kế hoạch được đề xuất chứ không phải tự nó đề xuất được. Tương tự trong trường hợp này, schedule là lên lịch trình, thì cái kế hoạch này nó được người ta lên lịch, chứ làm sao mà bản thân cái kế hoạch nó lên lịch được, đúng không? Mang nghĩa chủ bị động, nên là chúng ta chọn câu C. Câu 74, ok, nhìn đằng trước, nhìn đằng sau. Đằng trước có động từ begin và đằng sau có cái giới từ add. Thế thì về cái bản chất chúng ta nhắc lại với nhau một chút xíu, đó là trong câu hỏi về từ loại, muốn biết được cái chỗ trống chúng ta cần điền cái từ loại gì, thì chúng ta cần phải biết được cái thằng đằng trước là từ loại gì, thằng đằng sau là từ loại gì, để chúng ta xét cái mối quan hệ từ loại. Mối quan hệ từ loại thì chúng ta chỉ có những cái mối quan hệ từ loại sau: tính từ bộ đi trước bổ nghĩa cho danh từ bổ nghĩa cho một danh từ khác, trạng từ bổ nghĩa cho một động từ, trạng từ bổ nghĩa cho một tính từ, trạng từ bổ nghĩa cho trạng từ khác, và trạng từ bổ nghĩa cho cả vế câu. Đó, nó không có cái mối quan hệ nào liên quan đến giới từ và liên từ, bởi vì giới từ và liên từ chẳng qua nó là từ kết nối thôi, nó không có mối quan hệ từ loại. Thế nên chúng ta không xét, chúng ta chỉ xét cái phần begin, và bổ nghĩa cho động từ begin nó là một cái trạng từ, nên chúng ta chọn câu A, promptly. Đó là cái câu hỏi về từ loại. Thì chúng ta xét như vậy. Còn promptly nó cũng là một cái câu hỏi mà cũng hay được lựa chọn để làm cái đáp án trong đề thi TOEIC. Và promptly cộng giờ có nghĩa là ngay tại cái lúc đó, ngay tại cái thời điểm đó. Cái buổi định hướng nhân viên mới nó sẽ được tổ chức ở một trong những cái phòng đào tạo, và nó sẽ được bắt đầu ngay 8 giờ. 75. Ok, the và of thì chắc chắn ở đây phải chọn danh từ rồi, đúng không?
shoulder là một danh từ và off là một mốc, thì trước mốc cũng là danh từ. Nhưng ở đây có hai danh từ lận, đó là deliverer và delivery. Deliverer là người giao hàng và delivery là sự giao hàng. Thế thì chúng ta phải dịch ra coi đó là sự hay là người đây. Thì cái công ty UPS này nó cam đoan, nó đảm bảo rằng cái gì đó của những cái chuyến hàng quan trọng từ Mỹ đến hơn 580 quốc gia trên quốc tế, trên thế giới đó. Thế nên chúng ta sẽ chọn chắc chắn là delivery rồi, cái sự giao hàng, sự giao đó. Cái công ty UPS này nó đảm bảo cái sự giao những cái chuyến hàng quan trọng từ Mỹ đến hơn 580 thành phố trên thế giới. Câu 76 rất là dễ rồi đúng không? Be, sau be thì chúng ta chỉ việc chọn tính từ thôi, và necessary nó là tính từ. Câu 77. Ok, câu 77 này, đường trước nó là cái software, nó là phần mềm, đúng không? Có thể sau này nó cũng là một cái danh từ để tạo thành danh từ ghép, nhưng mà thật sự cái từ phần mềm nó đã là một cái từ gốc rồi, nên là khó có một cái chương trình phần mềm, nó cũng có trong software program cũng có. Ok, nhưng mà nó sẽ ít. Cũng có thể là danh từ bổ đi với danh từ, hoặc là trạng từ để bổ nghĩa cho cả vế cầu. Ok, nếu chúng ta nhìn rộng ra thì ở đây có một vế cầu này các bạn. Mittally là chủ ngữ này, could solve là động từ này, the problem with gì đó là tân ngữ, bổ nghĩa cho cả vế cầu thì chúng ta cần chọn trạng từ. Còn chúng ta không có xét về after nó là liên từ hoặc là giới từ, thì khi nãy chúng ta nói rồi, liên từ và giới từ thì chúng ta không có xét, đúng không? Cẩn thận thì chúng ta dịch ra này. Ông Lim này, ông có thể giải quyết cái vấn đề này với cái phần mềm Sonia 468 một cách dễ dàng. Mình dịch ra nhẹ nhàng như vậy tại vì từ vựng nó cũng rất là đơn giản, đúng không? Thế thì ở đây cần một cái trạng từ để bổ nghĩa cho cái từ soft. Câu 78. Đây là một cái câu cũng khá là thú vị này các bạn. Chúng ta biết là an là bắt đầu của cụm danh từ rồi, number chắc chắn là danh từ, lot là tính từ. Cái công thức cụm danh từ các bạn còn nhớ không ạ? Danh từ này, đứng trước danh từ là tính từ bổ nghĩa cho danh từ đó, đứng trước bổ nghĩa cho tính từ đó là trạng từ. Ok, nhưng mà các bạn cũng phải biết được là cũng có thể cho nên là tính từ nữa, tại vì chúng ta cũng có trong cái bài tính từ chúng ta đã học với nhau rồi, đó là nhiều tính từ có thể bổ nghĩa cho cùng cho một danh từ được mà, đúng không? Thế nên ở đây cái vị trí ở chỗ trống có thể là danh từ được, hoặc là có thể là một ở cái chỗ trống có thể là một tính từ được để nó bổ nghĩa cho danh từ number, hoặc nó là một trạng từ để bổ nghĩa cho cái từ lot. Thế thì sao, chúng ta phải dịch thôi, không cần phải dịch những cái phần sau đâu. Số này nó như thế nào đây, nó lớn như thế nào đây, ngày càng lớn, và increasingly nó là mang nghĩa là ngày càng đó, ngày càng lớn. An increasingly large number. Về bản chất thì chúng ta dịch ra thì chúng ta sẽ biết thôi, increasingly nó sẽ bổ nghĩa từ large, nó bổ nghĩa từ number. Có những bạn chọn increasing nhưng mà nó chưa hợp lý. Increasing là tính từ, ý của nó là sẽ bổ nghĩa cho cái từ number đó các bạn, con số này ngày càng tăng. Các bạn phải hiểu cái bản chất này, cái từ large bản thân của cái từ nó là lớn rồi này, tức là con số lớn. Cái increasing là ngày càng tăng, con số ngày càng tăng với con số lớn thì nó hai tính từ này nó bị chồng nghĩa với nhau rồi, đúng không? Nó bị chồng nghĩa với nhau rồi, nó không phù hợp. Và nếu như mà các bạn có một cái sự phân vân gì đó thì tốt nhất các bạn hãy dùng một cái công cụ này. Ok, cái công cụ này U English đó. Cái trang web này các bạn có thể sử dụng để mà kiểm chứng cái sự tồn tại của một cái cụm từ trong 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 thực tế. Thế ví dụ như là mình muốn kiểm tra cái cụm từ khi nãy, đó là an increasingly large number, đúng không? Chúng ta an thì cũng không quan trọng lắm đâu, nhưng mà cái cụm từ gốc quan trọng đó là increasingly large number. Chúng ta gõ cái cụm từ này vào, increasingly large number. Rồi, ok. Khi nào mà nó ra đây này, nó ra khi nào mà nó ra cái kết quả như thế này, how to pronounce increasingly large number là cái cụm từ mà chúng ta muốn tìm, đúng không? Nó có như thế này, có nghĩa là có những cái kết quả trả về, nhưng mà nó nói như thế này không có nghĩa là nó sẽ tồn tại đâu nha. Muốn biết nó tồn tại hay không, các bạn nhìn ở cái dòng này này, ở cái dòng phụ đề này này, và ba cái từ này nó đứng liền với nhau, thì chính xác chúng ta có cụm từ này, an increasingly large number luôn này. Ok, vậy có nghĩa là nó có sự tồn tại, đúng không? To emerge in an increasingly large number of countries. Increasingly large number đó, người ta có đọc đó các bạn. Đây là cái trang web mà giúp cho chúng ta kiểm tra một cái cụm từ có sự tồn tại trong thực tế hay không, và nó sẽ có cái video đi kèm cái phần mà có cái câu này
trong này. Ok. Còn nếu mà chúng ta muốn xét cái sự tồn tại của cái từ increasing large number này. Rồi đó, nó cũng trả về kết quả như thế này, nhưng mà mình đừng có nghĩ đây là cái dòng mà sẽ cho chúng ta biết được cái cụm từ này tồn tại không nha. Chúng ta phải nhìn xuống cái phụ đề này nè. Ok. Thế thì increasing nó nằm một dòng, large number nó một dòng chứ không phải là increasing nó nằm trong cái cụm từ này, đúng không? Có nghĩa là cái cụm từ increasingly large number này nó không tồn tại. Đó là cái cách để chúng ta check thôi. Còn từ nãy giờ thầy cũng đã giải thích cái lý do rồi. Increasing nó cũng mang nghĩa là tăng là lớn, và large nó cũng có nghĩa là lớn. Thế nó sẽ bị chồng lớp nghĩa lên, không cần phải dùng hai cái tính từ cùng một nghĩa để bổ nghĩa cho danh từ, nó bị thừa, đúng không? Okay. Thì cái trang web vừa rồi nó là một cái công cụ cũng rất là quan trọng cho chúng ta học trong quá trình học tiếng Anh. Câu 79, nhìn đường trước, nhìn đường sau. B, đường sau 2. A, thì ở giữa hoặc là tính từ thôi, đúng không? À, tính từ. Nhưng mà ở đây may quá, cái cụm từ mình đã học rất là quen thuộc trong quá trình dịch báo rồi. À, thầy đã highlight cho các bạn rất là nhiều lần rồi. Be pleased to. À, nó là gì đây? Vui lòng, hài lòng làm cái gì đó. Một cái người nào đó vui lòng làm cái điều gì đó là somebody be pleased to đó. À, mà động từ to be đó là is luôn, đúng không? Is pleased to, vui lòng, hài lòng cái gì đó. Chúng ta chọn câu D thôi. Câu 80. Ok, các bạn nhìn đường trước là should và đường sau là động từ nguyên mẫu consider. Thì hồi xưa chúng ta có phải là học sau should thì động từ nguyên mẫu không? Thế thì ở đây should đã có, động từ nguyên mẫu đã có, tức là nó đã đúng ngữ pháp rồi. Chúng ta chỉ cần chọn trạng từ thôi, carefully, cần phải cân nhắc một cách thận trọng đó. Câu 81, nhìn đường trước, nhìn đường sau. Rồi, câu này cũng tương tự như câu 80, đường trước là động từ to be, đường sau là ved. Tức là cái này nó là thể bị động rồi, nó là đúng ngữ pháp, đủ ngữ pháp rồi. Chúng ta chọn trạng từ, câu b. Ok. Câu số 82. Câu 82 thì cái câu này này các bạn, hồi xưa chúng ta sẽ rê câu số số mấy nhỉ? Câu số hồi xưa chúng ta có học cũng có câu hỏi về từ loại. Đó là cái sự phức tạp trong việc vận hành máy thì nó nghiêm trọng hơn so với những gì chúng ta dự đoán. À đây, câu số 7 này các bạn. Đó, hồi đó thầy đã chú thích lại cho các bạn rồi này. Cái việc phức tạp trong việc vận hành ngoài dự đoán á, thì nó còn nghiêm trọng hơn so với những gì mà được ước tính từ trước đó. Được ước tính từ đó, câu này bản chất của nó đã được rút gọn mày để quan hệ thôi. Đó, then it was originally anticipated. À, then it was originally anticipated. Rút gọn mày để quan hệ thì chúng ta bỏ cái đại từ quan hệ và bỏ động từ to be đi. Nên là chúng ta sẽ không thấy hai cái từ đó, mà chúng ta chỉ thấy từ anticipated và cái trạng từ bổ nghĩa thôi. Then originally anticipated. Thì cái câu này nó cũng tương tự thôi. Câu 80 đó không? À, 82. Thì cái này cũng vậy luôn. Cái quarterly sales report indicated that the company's profits were 11% higher than previously predicted. À, cái bản báo cáo doanh số bán hàng hàng quý nó chỉ ra rằng cái lợi nhuận của công ty nó cao hơn 11% so với những gì được ước tính từ trước. Nó tương tự như previously cũng là trước đó, và predicted nó cũng đồng nghĩa với từ anticipated, đó là kỳ vọng, mong đợi. Ở trong đây nó có cái cụm từ indicated that, nó là cụm từ hay xuất hiện trong đề thi TOEIC, nó hay là đáp án. Câu 8, những cái cụm từ nào thầy kêu nó là hay đáp hay là đáp án thì các bạn phải ghi chú cẩn thận và xem đi xem lại nhiều lần nha. Câu 83, nhìn đường trước nhìn đường sau. You should the updated information. Thế các bạn thấy như thế này nó có đã có động từ chính đồng, đúng không? Nó chưa có động từ chính. Thế nên chúng ta chọn một cái động từ, và chúng ta hồi xưa hoặc là khi nãy câu trên chúng ta đã gặp rồi. Sau should thì chúng ta chọn một cái động từ nguyên mẫu. Câu này chưa có động từ nguyên mẫu, chưa có động từ thì chúng ta chọn động từ thôi. Receive, câu C nó là đáp án. Câu 84. Câu này thì dễ rồi đúng không? The sau the chọn danh từ và cleanliness nó là danh từ thôi. Câu 85. Nhìn đường trước nhìn đường sau này, can be rich này, sau can động từ nguyên mẫu thì động từ be là động từ nguyên mẫu rồi, tức là nó câu này nó như thế nào nhỉ, nó đúng ngữ pháp rồi, nên là chúng ta chỉ cần chọn trạng từ thôi, rất là easy. Can sau can nó là chọn cái động từ nguyên mẫu. Rồi, câu 86 này, câu 86 cũng khá là thú vị. Nhưng mà chúng ta để ý thì chúng ta biết cách nhìn thì chúng ta cảm thấy nó sẽ dễ dàng thôi. Các bạn có thấy đường sau chỗ trống nó là động từ to be are, nó là số nhiều không? Thế thì các bạn thấy nếu như office không không nó là số ít, nó đâu có thể đi được với cái động từ số nhiều đâu, đúng không? Chúng ta phải chọn một cái danh từ số nhiều để mà tương hợp với cái động từ to be are. Thế thì nhìn cả bốn đáp án thì chỉ có câu A nó là số nhiều thôi, đúng không? Office supplies là thiết bị văn phòng mà các bạn. Câu 87. Câu này our online service, dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. You, bạn,
Thế thì nhìn như vậy thì chắc chắn là chúng ta đã thấy là nó chưa có cái động từ chính ở đây, đúng không? Đó. Vậy thì chúng ta chỉ cần chọn trả cái động từ thôi, đúng không? Cái dịch vụ trực tuyến của chúng tôi sẽ cho phép các bạn xem xét, theo dõi những cái thông tin gì đó, vân vân. Câu này nó chưa có động từ chính nên là chúng ta chọn động từ chính thôi, câu bờ. Câu 88. À, câu 88 nhìn đường trước nhìn đường sau này, đường trước có cái từ remains và đường sau có dependent on. Chúng ta còn nhớ không, khi nãy ở cái loạt câu hỏi trên chúng ta có cái câu hỏi mà có đáp án là hai tính từ là dependable và dependent đó, đúng không? Và khi nãy chúng ta vẫn còn nhớ, hy vọng là vẫn còn nhớ, đó là dependent nó đi với dưới từ on, nó là tính từ đó, phụ thuộc vào, dựa vào. Thế thì remains nó, nếu như các bạn còn nhớ thì nó là động từ đặc biệt, nó nằm trong 13 cái động từ đặc biệt, đó là gì đấy? Be, become, taste, smell, sound, seem, keep, feel, get, stay, remain, look, appear, đúng không? Thì remain nó là một trong 13 cái động từ đặc biệt và sau động từ đặc biệt nó là tính từ. Thế thì ở đây nó đã có tính từ rồi, sau remain nó đã có tính từ rồi, tức là câu này nó đã đầy đủ thành phần ngữ pháp rồi, chọn trạng từ thôi. Câu 89, nhìn đường trước nhìn đường sau. Các bạn thấy đường trước này, the advisory committee là ủy ban cố vấn, nó đóng vai trò làm chủ ngữ, address là động từ. Ok, thế thì ở đây chúng ta chỉ cần chọn trạng từ để mà bổ nghĩa cho cái từ address thôi, hoặc là câu này nó đã đầy đủ thành phần ngữ pháp rồi, có chủ ngữ rồi, có động từ rồi, có tân ngữ rồi, thế thì chúng ta chỉ cần chọn trạng từ chứ chọn gì nữa. Trong cái câu 89 này thì nó có một cái cụm từ quan trọng, đó là address concerns, là giải quyết những cái mối lo ngại, đúng không? Chúng ta nhắc lại, đó là cái cụm từ giải quyết lo ngại đó, giải quyết vấn đề đó. Giải quyết thì chúng ta có những cái từ đó là gì này? Address, solve, resolve, handle, settle, deal with, đúng không? Còn những cái thứ mà có thể giải quyết được đó là vấn đề đó là problem, issue, giải quyết lo ngại, concern, là giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, conflict, dispute, đúng không? Giải quyết nhu cầu, yêu cầu gì đó, demand, request, recommendation, vân vân. Đó, cụm từ đó chúng ta đã được học trên lớp rồi, đúng không? Câu 90, câu này thì dễ rồi, đúng không? The most buildings, nó là cụm danh từ. Thế thì cần chọn một cái tính từ để bổ nghĩa cho cái từ buildings thôi, impressive. Đó, chúng ta lại gặp lại cái tính từ impressive rồi các bạn ha. Cái tòa nhà này rất là ấn tượng, tòa nhà rất là đẹp, rất là lộng lẫy chẳng hạn, nó gây ra cái sự ấn tượng, nó mang nghĩa chủ động đó, nên là chúng ta chọn impressive, không có impressed mà để mà chúng ta phân biệt, nhưng mà nhắc lại cho các bạn nhớ thôi. Rồi câu số 91, đằng trước là động từ to be are, đằng sau là by, thì sau be thì chúng ta chọn tính từ thôi, cụ đề nó chính là đáp án. Câu 92, ok, câu 92 đằng trước chúng ta thấy có filled in và đằng sau có and. And là liên từ đẳng lập, chúng ta không nhắc cái gì. À, đó không, nhiều nhiều cái end này á, là nó nối hai cái vế câu này các bạn ha. Cái vế trước nó là cái phần tô đen, cái vế sau là cái phần tô đen, thì nó là vế câu đó, end là liên từ đẳng lập, nó nối đường trước nó là cái gì thì đường sau nó cũng là như vậy. Thì ở đường trước các bạn thấy cũng là vế câu và đường sau nó cũng là vế câu đó, chứ chứ không phải là thấy end là đường sau all documents thì chọn đường trước là danh từ, không phải đâu, nhìn rộng ra. Thế thì end nó nối hai thành phần tương tự, đường trước là vế câu và đường sau là vế câu à. Thế thì ở đây có filled in, nhiều bạn thì bị lúng túng bởi cái từ in này. Thế thì chúng ta sẽ tìm hiểu một cái kiến thức, đó là gọi là cái cụm động từ hay gọi là phrasal verb với các bạn. Phrasal verb là cụm động từ, nó được tạo bởi một động từ đi với một giới từ. Ok, chúng ta lấy ví dụ chúng ta có hai cái từ như là cái từ put và từ off. Ok, ai cũng biết nghĩa từ put cũng và ai cũng biết nghĩa từ off rồi. Put là đặt, off có nghĩa là tắt hoặc là xa rời cái gì đó. À, nhưng mà khi mà chúng ta ghép hai cái từ này lại với nhau, đó là put off, thì nó lại không mang nghĩa của cái từ put mà nó cũng không mang nghĩa của từ off. À, mà nó là trì hoãn, put off là trì hoãn. À, nó được ghép bởi hai từ, động từ và giới từ, nhưng mà khi mà ghép lại với nhau thì cái nghĩa của nó lại khác đi. Rồi ví dụ chúng ta cũng có một cái từ, ví dụ là từ put và từ từ put và từ on đi. Ok, đó, thế thì put là đặt và on là trên hoặc là mở, đúng không? On là mở, off là tắt đó. Khi mà ghép lại với nhau thì chúng ta có cụm từ put on, thì nó lại không liên quan gì với nghĩa của hai cái từ gốc, mà put on có nghĩa là mang vào, mặc vào đó, thì phrasal verb tức là cái cụm động từ các bạn. Ok, cụm sorry các bạn,
Phrasal verb là cụm động từ, nó được tạo bởi động từ đi với giới từ, và cái cụm từ tạo thành thì nó lại là nó tạo thành một cái cụm từ có nghĩa riêng biệt của nó. Thế thì các bạn phải hiểu bản chất của nó, gọi là cụm. Nhưng mà chúng ta cũng có thể coi nó là một từ đi, nó hai từ nhưng mà chúng ta cũng có thể coi nó là một từ. Put off là trì hoãn, đúng không? Thì trì hoãn là một động từ, put on là mặc vào, thì mặc vào nó là một động từ đó. Đây là nó dù nó có hai chữ nhưng mà chúng ta coi như nó là một thôi, coi như là một, và cái từ đó là động từ đó. Thì fill in cũng vậy luôn, fill in là điền vào và nó là động từ, bổ nghĩa cho động từ là trạng từ. Các bạn cứ, nó là cụm động từ, nó là một phrasal verb, nhưng mà phrasal verb thì các bạn cứ cứ tạm coi nó là một cái verb đi, nó cũng là một cái động từ thôi. Ok, tại sao mình nói là cụm, tại vì nó có nhiều từ mà nên người ta phải gọi là cụm rồi, đúng không? Còn về bản chất thì nó cũng là động từ thôi. Câu 93. Câu 93 đằng trước có từ more, và hôm bữa chúng ta đã giải cái loạt ở trên, chúng ta đã nói với nhau rồi. Đừng dựa vào cái từ more để mà chúng ta xét nó đi sau nó là gì, bởi vì more sau more danh tượng được, tính tượng được, trạng tượng được. Chúng ta phải nhìn rộng ra, nhìn rộng ra thì nó cái vùng mà chúng ta cần nhìn nó là như thế này các bạn này. Động từ spread trải sơn ra một cách đều đều đặn hơn. Thế thì chúng ta chỉ cần chọn một cái trạng từ để bổ nghĩa cho cái từ spread thôi. Cái công ty High Paints này này nó cho rằng, claim đã là cho rằng với cái cuộn lăn, ok, roller là cái gì? Cuộn lăn sơn nhà các bạn. Roller đây, roller đây này các bạn này, cái roller là cái này này, roller là cái cuộn lăn sơn đó. Thì với cái lăn sơn này này nó có thể giúp chúng ta có thể trải sơn ra đều hơn. Thế thì ở đây đó là cái từ này nó cái từ evenly, cái từ ở chỗ trống nó sẽ bổ nghĩa cho cái từ spread, đúng không? Câu 94. Câu 94 thì đó lại có and comfortable, và đường trước còn có động từ to be nữa, đúng không? And thì sau and là gì, thì trước and cũng là như vậy đúng không, sau and nó là tính từ comfortable, thì ở đường trước các bạn cần chọn một cái tính từ thôi, thế nên chúng ta có chọn câu C nha. Câu 95. Ok, câu 95 nhìn đằng sau là since 1998, thì since trong trường hợp này nó là giới từ, chúng ta không có xét, chúng ta xét là đằng trước là has increased đúng không, has increased đó là tăng, là động từ đó. Thì bổ nghĩa cho động từ chúng ta chọn trạng từ thôi. Câu D tăng một cái đáng kể. Thế thì trong cái trường hợp này, câu hỏi về từ loại chúng ta làm như vậy, nhưng mà chúng ta nhớ cái cụm từ hay xuất hiện trong đề thi TOEIC đó là x tăng giảm một cái đáng kể. Đó, x là gì? Đó là x là giá cả, đó là price, là chi phí. Chi phí là còn có cái từ expenses, expenses nữa. Rồi chúng ta có cái expense thôi, số nhiều thì các bạn thêm chữ S vô thôi, chi phí. Rồi cái gì sales nữa, doanh số bán hàng. Rồi revenue, doanh thu, profit, lợi nhuận. Đó, đây là những cái thứ mà có thể tăng giảm được. Tăng, còn những cái từ mang nghĩa là tăng là gì đây? Chúng ta nhắc lại một chút xíu những cái từ mang nghĩa là tăng. Tăng là increase. Rồi gì nữa? Grow. Rồi gì nữa? Go up đó, ok. Rồi từ rise. Rồi giảm là những cái từ gì đây? Giảm đó là decrease. Rồi reduce. Rồi gì nữa? Go down, cái này có go up thì sẽ có go down. Rồi fall, đúng không? Decline. Đó. Một cách đáng kể, một những cái từ mang nghĩa là một cách đáng kể. À, chúng ta có những cái từ nào mang nghĩa một cách đáng kể này, significantly này, rồi dramatically này, rồi drastically này. Mình đừng đọc là dramatically hay là drastically nha, dramatically và drastically. Rồi noticeably này, noticeably. Rồi còn từ gì nữa, considerably. Đó, rồi substantially. Đó, những cái từ này đó là một cái đáng kể đó. X tăng giảm một cái đáng kể. Đó, ok. Thế thì noticeably là cái từ mà chúng ta vừa nhắc đó, một cái đáng kể đó. Rồi, câu 95. The of, chúng ta đã gặp quá quen ở trên rồi đúng không? Ở đây cần chọn một cái danh từ. Nhưng mà chúng ta muốn chọn được đáp án thì dựa vào cái từ one of nữa, là một trong những, đúng không? Một trong những cái gì đó. Nên là chúng ta phải chọn là danh từ, nhưng mà danh từ số nhiều. Câu D đó là đáp án. Câu 97. A very employee, chúng ta nhìn ra cái cụm này không?
ờ là bắt đầu của cụm danh từ. Thế thì chắc chắn ở đây chúng ta cần một tính từ đi với danh từ employee rồi. Câu 98. Rồi, rất là dễ, đằng trước có động từ to be, sau be thì chúng ta chọn cái gì đây? Tính từ. Đó, và valid là tính từ các bạn nha. Cái từ này nó hay là đáp án trong đề thi TOEIC lắm á. Valid là còn còn giá trị, còn hiệu lực. Sau be thì chọn tính từ thôi. Câu 99. For a, các bạn còn nhớ be responsible for không? Ở trên chúng ta đã nhắc với nhau rồi, be responsible for cộng với verb in, đúng không? Nếu như bạn nào mà chỉ có nhìn cái từ for là một dấu mốc, of là một dấu mốc, giữa hai dấu mốc là cụm danh từ, thế thì các bạn dễ bị nhầm lắm á. Những cả trong cái kiến thức dùng cho giải cái phần gọi về từ loại này, chúng ta nhắc đến 4 điểm. Điểm thứ nhất đó là đuôi từ loại, cái thứ hai đó là cụm danh từ, có thứ ba là dấu mốc, và thứ tư đó là mối quan hệ từ loại. Thì các bạn phải hiểu cái bản chất trong cái phần này là mối quan hệ từ loại nó mới chính là cái chân ái, nó mới là thực tế. Chúng ta phải dịch ra để biết được cái mối quan hệ từ loại từ nào, bộ từ nào để chúng ta chọn đáp án cho nó phù hợp. Còn ở đây á, các bạn phải những cái kia, những cái như là dấu mốc rồi đuôi, ví dụ các bạn nói với nhau là đuôi, đúng không? Nhìn vào một cái từ, nhìn vào cái đuôi để mà chúng ta xác định được cái từ loại đó. Thì có một số những cái đuôi là đuôi của tính từ nhưng về bản chất nó lại là danh từ, đúng không? Nó cũng chỉ mang tính tương đối thôi. Về cái bản chất là chúng ta phải hiểu thật sự, hiểu nghĩa, hiểu từ loại và hiểu cách dùng. Thế thì ở đây mình phải nhìn rộng ra một chút xíu. Chúng ta thấy be responsible for, chịu trách nhiệm làm cái gì đó, chịu trách nhiệm tăng cái năng suất của nhà máy, đúng không? Ở đây cần một danh từ và danh sorry cần một cái động từ thế minh. Tại sao động từ thế minh? Bởi vì for là giới từ, sau giới từ thì động từ phải thế minh thôi, đúng không? Câu A, nhưng bản chất của nó ở đây nó là động từ nha. Câu 100. Ok rồi. Chấm 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 advantage, nó là cụm danh từ. Ở đây chúng ta cần một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ advantage, competitive advantage. Trong cái bài báo chủ đề dược mà chúng ta đã dịch với nhau rồi á, thì nó có nghĩa là lợi thế cạnh tranh, đúng không? Rồi, vừa rồi thì chúng ta vừa đi xong 100 cái câu hỏi. Đây là cái loạt câu hỏi trong cái dạng gọi từ loại, đúng không? Những cái video trước thì chúng ta đã giải quyết từ câu 1 đến câu 60 rồi, và cái loạt cuối cùng chúng ta sẽ đi vào những câu còn lại từ câu 61 đến câu 100. Ok, đây là dạng câu hỏi về từ loại và nó là dạng gọi rất là dễ. Nhưng mà để hiểu cái được cái bản chất đó, thì chúng ta cố gắng đó là chúng ta xem kỹ kiến thức và chúng ta xem kỹ những cái video giải để chúng ta hiểu được cái bản chất. Khi mà hiểu được cái bản chất đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng chọn được đáp án và không bị sai cái phần này, bởi vì phần này nó khá là dễ ha. Rồi, ok, chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn học tốt nhé. Bye bye.